Có tới gần 60 trẻ điều trị viêm não, viêm màng não tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong hơn một tháng này. 30% trong số đó phải thở oxy và thở máy. Dù đã có vaccine phòng một số virus, vi khuẩn, gây bệnh, nhưng cứ vào thời điểm này hàng năm, số trẻ mắc lại tăng, điển hình là viêm não Nhật Bản. Bé trai 11 tuổi này được chuyển từ Sơn La vào Bệnh viện Nhi Trung ương khi sốt cao không giảm, co giật, hôn mê, trương lực cơ khiến tay chân co quắp. Hôm nay đã tự thở sau 2 tuần thở máy, nhưng chưa hồi phục được nhiều về ý thức. Cháu mặc dù là cũng đã thoát máy thở nhưng mà chuyển sang giai đoạn là di chứng sau viêm não thì cái tình trạng di chứng của cháu cũng khá nặng nề. Hiện tại thì cháu vẫn còn tăng trương lực cơ và không có khả năng tự chăm sóc. Bệnh nhi này khá điển hình cho các trường hợp viêm não Nhật Bản. Dù đã được tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng bệnh đến khi 2 tuổi, nhưng chưa tiêm nhắc lại 3 năm một lần. Vì thế, hầu hết ca viêm não Nhật Bản là trẻ 4-5 tuổi trở lên. Trong cái giai đoạn cấp, trẻ có thể có các cái tình trạng nhiễm trùng nặng, có các cái biến chứng như là giãn não thất hoặc là tụ dịch tụ mủ với màng cứng. Nếu mà vào viện trong giai đoạn sớm mà chưa có biến chứng nặng thì các cái di chứng sau này cũng kiểm soát tốt. Với những trẻ mà vào viện trong những cái tình trạng bệnh lý nặng và có biến chứng thì những cái di chứng ở giai đoạn sau cũng nặng nề. Ngoài ra, cùng thời điểm dịch bệnh tay chân miệng, trẻ lớn bị virus đường ruột gây viêm não cũng tăng và thường không nổi nốt ở tay chân miệng. Còn viêm màng não thì lại thường ở trẻ nhỏ, chủ yếu do vi khuẩn phế cầu hoặc HIV. Đây đều là những bệnh có thể dự phòng bằng tiêm vaccine. Và sau đây sẽ là một số lưu ý của bác sĩ về việc tiêm vaccine phòng một số virus vi khuẩn gây bệnh viêm não và viêm màng não. Ví dụ như đối với lại vaccine viêm não Nhật Bản thì cái việc mà chúng ta tiêm đủ liều cơ bản thì vaccine viêm não Nhật Bản có cả những cái liều nhắc lại thì việc tuân thủ cái liều nhắc lại đấy giúp cho chúng ta phòng bệnh hiệu quả. Tuân thủ cái việc tiêm đúng, tiêm đủ nó giúp cho cái việc chúng ta kiểm soát được cái nguồn nhiễm. Có thể kể đến cái ví dụ này đó là có một tỷ lệ khá là lớn các cái thanh thiếu niên ở độ tuổi vị thành niên mang cái vi khuẩn viêm màng não do não mô cầu, tức là vi khuẩn não mô cầu nhưng không có triệu chứng, người ta gọi là cái người lành mang trùng. Thì cái đối tượng này hoàn toàn là khỏe mạnh, nhưng mà đây là cái nguồn nhiễm, hoàn toàn là cái nguồn này có thể lây cho các đối tượng mà dễ bị tổn thương như là trẻ nhỏ hay là đối tượng người lớn tuổi. Vậy thì cái việc mà tiêm cái vaccine phòng não mô cầu khi mà chúng ta thực hiện được trên cái nhóm thanh thiếu niên này thì nó giúp cho chúng ta việc quản lý cái nguồn nhiễm, không những là chỉ bảo vệ chính bản thân cái nhóm này không bị các cái nhiễm trùng thực sự mà còn có cái tác dụng là ngăn ngừa cái việc lây sang các cái nhóm dễ bị tổn thương như là nhóm trẻ nhỏ hay là người già.